Hello các bạn, lúc nãy là các bạn vừa thấy có một vị người thân của bệnh nhân đến và nhờ làm thuốc là cái lá lưỡi nhân này nè. Lá lưỡi nhân hay còn gọi là lá lưỡi người, là trưng với tim heo, là sẽ trị hở van tim. Và có một số người khỏe, giống như là cái người trưng á, có tay phục dược thì hạp thì người bệnh nó khỏe thì người ta truyền miệng nhau và người ta chỉ và đến đây làm. Cho nên cái lúc nãy là một người thân của một người bệnh nhân đã đến và hỏi để trưng cái lá lưỡi nhân này với tim heo và tiếp tục ăn để trị bệnh hở van tim. Gì đó mấy cái cây này hả? Phải chưng với chưng cái tim heo. Gì thì là nữ, gì là chính lá với cái tim heo. Dạ, thì tại vì con thấy bảy chưng cho một số người đó. Bà bảy ơi, lấy da bà làm phước, bà giúp giùm bà gì cho tôi lên ngày tôi thăm bà. Ở đâu? Bà bị gì? Bà bị tim mới bị hở. Hở bên tim ở đâu? Bà ở đâu? Trên mương điều nè. Nghe hả? Rồi sáng bữa nào xuống đây lấy. Mà mốt mai được không? Mai bảo mai không được, mai bảo lên. Khi mai bảo lên ở chơi, mình phải dặn tim heo người ta heo mạnh. Chứ không phải phiên ra mua hả? Phiên mà mua không biết có heo mạnh không? Có, con nhỏ quen chắc có. Hồi đóng nó ngày mai được. Ngày mai bị ông đó mà bây giờ đi hỏi chị coi chị coi ngày mai nha. À, bà đem gì bệnh mà đi có nổi mà mệt á. Thì đem được bánh bán chứ đâu có gì. Vậy hả? Ừ. Ai sắp đem gì bệnh chứ? Sáng dặn bà đừng ăn sáng. Vậy hả? Ăn sáng cái rồi gửi dưới Tiền Giang kêu tôi gửi, sao tôi gửi? Mà đem sách gì bánh cho ba ăn. Mình ai đi cái sách gì bánh rồi kêu con bỏ qua. Kêu con bỏ qua đó. Ừ, kêu con đi qua bỏ mệt hết rồi. Hở van tim phải không? Hở van tim bác sĩ nói hở. Thì dù uống thuốc người ta vẫn uống, nhưng mà tới chừng tái khám thì vẫn tái khám. Như cái thằng kia cũng vậy, ở nay nó khỏe. Dạ. Tôi nói chờ bữa hai ba người thấy khỏe. Gần đó thấy vậy chị nói ha. Cái chị nói cái đó hay lắm, bây giờ để qua chị nói mà giúp người ta rồi tao đi không có nổi. Bây giờ rồi ra để nè, ai xin không có dám cho, để dành chân cho người ta, mấy người ăn hết rồi đó chân chơi. Giờ bây giờ để tôi mua củi làm sao? Không không khỏi lại có cỡ như mấy giờ đem qua cho chị, cỡ như sáu giờ hơn 5 giờ cái tim tiếp theo hả? Đâu 5 giờ 3 giờ gì mà đem lại tôi 3 giờ kia đấy. Trời ơi bà ngủ rồi nha. Tôi đâu ngủ, tôi rảnh là tôi hết. Trời ơi, cái tình nghiệp bà quá. Không mấy nào khuya tôi xuống dưới tôi lấy. Không mấy bà lấy giùm, nên bà lấy giùm tôi nghiệp bà đi. 2 giờ, mà của ai? Cái con nhỏ mà cái chân cái chỗ trời ơi, nói chỗ bắn thớt mà ở chỗ bắn gào nó đi ngay lên. Ủa ai chỉ gì? Ai chỉ gì? Út mở thì bị rồi nó nằm xuôi, nó nói cái gì? Tên gì quên mẹ, nó gọi nhớ là ba chị em nó bắt heo. Thì bây giờ xuống không có bây giờ nó đâu có mãi mà dặn bây giờ chia cho mãi nó này. Cái tim heo nào mà tốt thì mày lấy cho tao, bỏ cái mình tốt mà mày biết cái tiền lại chị mình lấy cho tao, ví dụ đó nó ba chị em nó bác nè. Đấy vậy bà cực quá trời. Tôi đi bỏ thôi, đỡ người làm hướng cho người ta. Dạ. Nói gì đó thì lại làm hướng tôi mừng lắm á. Tôi về tôi biết ta bệnh này được. Ủa cái ai chỉ gì đây? Bà này bà nói giờ đây đưa tiền chị hả? Để nữa mua cái tim heo chiêu rồi lấy tiền sao? Giờ không có lấy, giờ không lấy phải không? Giờ không có lấy, chừng nào mua trái tim heo nhiêu là tính tiền nhiêu. Đâu lấy dư thiếu gì. Tôi chân đâu ăn được lần hai lần cái bán ngán cái nay bà cũng khỏe. Cái giờ bà nói vậy là hôm nay Phật độ ông bà gì độ, sao mày đi lên mày thăm tao có nhầm cái lúc này? Tôi nói chờ ở tôi nghe bà chị đó, bà ở gần nhà đó. Mà bà chơi hay chị lắm cho anh ta. Mà bà không có chỉ, bà nói chỉ không có hay bằng bà làm. Đó mà bây giờ nó tao đi đâu có nổi mà bệnh đâu, đi xe không có được cái đâu có bà. Đợi phải đi mấy đứa nó xách đi tuốn ở dưới Vĩnh Thái kìa cho anh ta nữa đó. Vậy hả? Đây là để tôi về điện cho bà mừng tặng cho mai từ ổng qua ổng lấy. Mai mình kêu mình chưng vậy à, mấy giờ mới có? 6 giờ rưỡi. 6 giờ rưỡi có phải không? Dạ 6 giờ rưỡi có rồi. Vậy tôi về cho bà hay thôi, cảm ơn trước nha. Dạ nha. Dạ 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 d
vậy là không nóng rồi. Để chưng tới hai trái rồi hả? Hai người. Vậy hả? Rồi cái có tâm là cái không tâm. Đây có không tâm. Có tâm là của nữ. Ừ. Rồi nước nữa. Đây. Cái là có được nữa. Nước chia làm hai. Tim thì không có thấy lá đâu ha. Lá, cái lá của nó nhét vô cái cuốn của tim mình là gì? Vậy hả? Dạ, chứ đâu có để ra ngoài. Đó, gần cái mình ăn cái mình ăn luôn. Vậy hả? Cái bả làm phước, tôi cũng làm phước lại. Gửi nước luôn. Giờ cái này là gì sách qua tới xe ha. Bây giờ bữa nay là chồng qua ông lấy, mình lấy thì tội nghiệp phải nhịn đói cho tới 10 giờ. Đâu có. Nó còn nóng gì nè mà dì đem lên ăn liền là nó tốt, nó hay hơn. Mà bây giờ chứ gì? Đâu có hâm lại. Hâm lại để hỏi bác có hâm lại được không? Chứ giờ dì tính điều nữa, dần dần tới cô lãnh lần đó. Không, con nghĩ tới bển thì nó vừa nguội ăn cũng được rồi, chứ nóng hổi ăn cũng sao được. À. Dì đi liền đi, đừng để thấy chưa. Giờ chờ ông ra lấy. Vậy ha. Đâu có chân lại chi. Hả, à, đây. Có hâm lại không? Đâu được hâm lại ăn. Tại sao ông thầy kìa? Thầy tí. Người ta tới người ta cũng nếu thầy đó. Hợp có muốn hâm lại á. Thì nè. Để cái này nè. Dạ. Nước nóng rồi đậy cái nắp này lại chưng qua. Dạ. Hiểu không? Dạ hiểu rồi. Chứ không có mà chưng tào lao mà chế ra đâu. Thấy không thầy không đó. Ê, để cái muỗng này cho con. Nhà này thầy để thầy giờ cho xin bọc này. Rồi gì để vô bọc đó luôn đi. Để dễ ra không đứng được. Chứ không dễ ra là mình cầm không được. Với cái bánh này tôi. Tại ông bà làm thầy đó giờ con cháu không làm mới làm gì. Dạ. Chứ ở không chứ không làm gì. Thì cãi bên làm trước mình cũng đừng có sao giờ. Rồi. Đúng rồi, nói vậy tôi hiểu rồi bạn, tôi gành lắm. Dạ dạ. Để hỏi bà coi coi tiền bảy ba lấy cái tim heo hà, lấy tiền cái tim heo hà. Lo hết bệnh đi. Ê ê, mày luộc bầu ăn, mua bầu mà không luộc. Rồi rồi dạ rồi. Lấy bầu luôn. Đó, vậy là mình đã review xong cái đoạn mà vị khách đó đột xuất đến nhà để hỏi cái lá lưỡi nhân này và mình vô tình quay được. Và cái video kết thúc này là mình nói lại cái đoạn lúc nãy. Thôi thì mình giới thiệu sơ lược như vậy. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Mình sẽ nói về những cái vị thuốc, cái bài thuốc mà ở nhà mình đã từng làm, từng áp dụng để cho các người bệnh đã sử dụng, ăn và hết. Đây là những cái cuộc sống hiện thực đã thực hiện rồi nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn.